Quạt, nệm, đồ ăn, đủ cả. Hàng dài, xe, người, xếp hàng, chờ tới lượt. Hồi tháng gửi một lần thôi, hồi tháng có đi gửi đâu vào lần thôi. Cũng là mang men và cái nệm đóng có rồi, nhưng mà người nhà đóng sai vô tình bị gì đó, bảo gửi tiếp. Hiện nay thì có rất đông người đang tụ tập ở đây để có thể gửi những cái đồ thiết yếu như là chăn ga, gối nệm hoặc là những cái đồ vật dụng khác để cho người thân của mình ở trong khu cách ly. Tuy nhiên thì với cái số lượng người tập trung đông như thế này thì không chỉ là lực lượng chức năng rất là vất vả làm việc mà còn có thể dẫn đến nguy cơ lây nhiễm rất là cao. Quá nguy hiểm. Bản thân vấn đề cũng thấy là nó cũng không tốt. Bất cả tháng chả còn cái nào. Có lấy cái thảo phòng 1-3 không? Ban quản lý ký túc xá Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết là nơi ở của sinh viên nên ký túc xá đủ phương tiện tối thiểu phục vụ cho người cách ly. Một số khu vực có quạt hư hỏng thì ngay trong chiều nay đã có một số mạnh thường quân đến trao tặng bổ sung. Hiện tại đã có thêm 500 quạt hơi nước có thể phục vụ cho khoảng 2.000 người. Kế hoạch là duy tu bảo dưỡng sửa chữa hàng ngày, cho nên là cái vấn đề mà đảm bảo điện nước là phục vụ cho người cách ly là đảm bảo 24/24. Mình đều đang tuyên truyền là mọi người tránh tụ tập đông người, thì cái việc mà tiếp tới nhiều với hàng dài hàng người cái rất đông người theo hàng dài như vậy, nó cũng là một cái việc hình thức khác của việc tụ tập đông người, nó cũng rất là nguy hiểm, nên là hy vọng mọi người có thể ý thức được điều này. Ưu tiên số 1 là không lây nhiễm chéo, không được phát bệnh ra cộng đồng tuyệt bằng bất kỳ mọi hình thức. Tại tôi nghĩ thiếu đốn thì nó chỉ trong 2 tuần thôi, mà vì cái vấn đề an toàn là dịch bệnh của không những mình mà còn cả cộng đồng, cả cái thành phố 10 mấy triệu dân. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ tiếp tục triển khai thêm các khu cách ly mới trong vài ngày tới, đảm bảo nâng tổng số công suất cách ly cho khoảng 25.000 người. Riêng khu cách ly lớn nhất của thành phố là ký túc xá Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh sẽ siết chặt hơn việc gửi đồ tiếp tế, hạn chế tụ tập đông người.